Bộ Lao động Thương binh Xã hội vừa có tờ trình Thủ tướng đề xuất xem xét quyết định phương án nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 và các dịp nghỉ lễ khác trong năm tới. Trong đó, về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã trình cả hai phương án cùng có tổng số ngày nghỉ là 7 ngày liên tục. Nhưng Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng các bộ, ngành tham gia ý kiến đều chọn phương án nghỉ Tết Nguyên Đán có 2 ngày năm cũ và 3 ngày năm mới, cùng ngày nghỉ bù cuối tuần, tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, nhằm đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết. Lịch nghỉ Tết này áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội và người lao động khu vực nhà nước,